Hello everybody. Everybody say yeah. Ghê chưa, giống ca sĩ chưa? Rồi thì nói chung là sáng nay là có một số bạn fan chia sẻ cho Duy cái đường link bài báo này. Thì Duy đọc qua đó, nếu mà xét về mặt nội dung á thì Duy cảm thấy không có gì là bất ngờ hết á, nó rất là bình thường. Những cái vấn đề, những cái nội dung mà trong bài báo này thì thật ra thì Duy cũng đã nói cho bạn đó nhiều lần rồi. Mình thông qua chương trình livestream mình không nói trên kênh trực tiếp thôi, mình không có nói trên bằng một cái kênh liên lạc trực tiếp, nhưng mà mình thì cũng nói trên truyền thông rồi. Những cái việc bạn làm á, những cái việc bạn làm á thì nói chung thật sự với bạn là chỉ có con nít nó nhìn mới không ra thôi. Đó, còn người nào có ăn có học mà biết thời cuộc chút xíu là người ta hiểu hết. Nó nên bạn ví dụ như mình một sống mình sống là gì, vì gia đình, cha mẹ kiếm tiền này nọ thôi. Đúng không? Chứ không cần phải mình phải kiếm tiền bằng cái kiểu nó mình gọi là không biết cũng từ gì đó. Thì nói chung là Duy đã nói rất là nhiều lần rồi, cái bài báo này Duy không có bất ngờ. Nhưng mà Duy chỉ bất ngờ á là nó được đăng trên một cái tờ báo quá lớn. Nó được đăng trên tờ báo quá lớn các bạn. Ví dụ như đăng mấy tờ nhỏ nhỏ thì nói chung là cũng không có gì ghê gớm. Nhưng mà nó đăng trên tờ báo Nhân Dân. Tờ báo này tờ báo rất lớn nha các bạn. Tờ báo Nhân Dân mà được đăng trong một chuyên mục chính trị nữa. Thì cái sự việc Duy nghĩ là nó không nhỏ. Với người biết đến thể loại hài độc thoại thì Nguyễn Phúc Gia Huy với nghệ danh Dưa Leo không phải cái tên xa lạ. Năm 2012, anh ta xuất hiện trong chương trình truyền hình Tìm Kiếm Tài Năng Việt. Tại đây, anh ta được nhiều khán giả mến mộ bởi phong cách tự tin, hoạt khẩu, bất chấp những khiếm khuyết về mặt ngoại hình. Những tưởng đó sẽ là cơ hội tốt, tạo đà quan trọng cho Gia Huy gia nhập sân khấu nghệ thuật và khẳng định tài năng. Nhưng hóa ra, thành tích này chỉ là điểm sáng duy nhất trong sự nghiệp của anh ta từ đó đến nay. Thay vì tiếp tục theo đuổi nghề diễn, Gia Huy tập tành làm vlog như một số gương mặt đình đám khác. Nhưng kết quả thu về của anh ta lại không như mong muốn, vì nội dung các video phần nhiều chỉ là sao chép ý tưởng của các vlogger Việt Nam và quốc tế. Các buổi diễn của Gia Huy thời điểm đó cũng không thuận lợi bởi hài độc thoại vốn là thể loại kén người xem. Trong bối cảnh đó, lẽ ra cần nỗ lực học hỏi để sáng tạo trong kịch bản, nâng cao khả năng diễn xuất, thì Gia Huy lại tỏ ra bất mãn, ảo tưởng về tài năng, trình độ bản thân. Anh ta giao du với một số nghệ sĩ kém nhân cách, xem đó như thần tượng để học theo. Cũng trong khoảng thời gian này, Gia Huy bắt đầu sản xuất video với hình thức phản biện xã hội, nhưng thực chất là bôi đen, xuyên tạc sự thật về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội đất nước, hạ bệ thần tượng các lãnh tụ của phong trào cộng sản và cách mạng thế giới. Ngày 25 tháng 11 năm 2016, nguyên chủ tịch Cuba Fidel Castro qua đời, để lại niềm thương tiếc sâu sắc cho nhân dân Cuba và những người dân tiến bộ, yêu chuộng hòa bình, theo đuổi lý tưởng giải phóng dân tộc, giai cấp, con người. Để tưởng nhớ vị lãnh tụ vĩ đại, 11 quốc gia, trong đó có Việt Nam, đã thực hiện nghi lễ quốc tang. 70 quốc gia trực tiếp gửi điện chia buồn. Nguyên Tổng thống Hoa Kỳ Obama cũng dành cho Fidel Castro những lời trân trọng. Lịch sử sẽ ghi lại và đánh giá ảnh hưởng to lớn của nhân vật đặc biệt này đến con người và thế giới xung quanh ông. Tuy nhiên, qua video quốc tang Fidel Castro, đoạn bình luận cùng Dưa Leo, Gia Huy lại ngang nhiên bày tỏ thái độ xúc phạm nhà cách mạng vĩ đại cũng như sự tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Trước các phát ngôn ngông cuồng của video này, cơ quan chức năng đã mời Gia Huy tới trao đổi mà mục đích chính là khuyên răn, cảnh tỉnh. Nhưng anh ta chẳng những không nhận ra sai lầm mà còn kích động nhóm fan cuồng của mình tập trung gây rối trật tự trước trụ sở cơ quan công an. Điều đáng chú ý, từ những bước xa chân, suy nghĩ ấu trĩ và sai lầm đó, Gia Huy đã tiếp tục trượt dài trên con đường đối lập, chống phá đất nước. Lợi dụng những sự kiện nêu trên, một số kênh truyền thông nước ngoài vốn rất nổi tiếng chống cộng hoặc thiếu thiện chí với Việt Nam như RFA, BBC tiếng Việt, SBTV lập tức tổ chức chiến dịch truyền thông đen tung hô nhân vật này. Gia Huy cũng chớp cơ hội trả lời phỏng vấn tổ chức lưu diễn tại Australia, Mỹ, nhưng do tài năng có hạn nên sau khi được đám báo chí kền kền thổi phồng có chủ ý, danh tiếng của Gia Huy cũng rất nhanh chìm nghỉm. Bù lại, anh ta cũng kịp móc nối với một số người Việt đang sống ở nước ngoài có quan điểm thù địch, thiếu thiện chí với nhà nước, Đảng, nhân dân Việt Nam. Rồi khi hoạt động quyên góp trực tuyến ngày càng phổ biến, dễ tiếp cận, Gia Huy đã lợi dụng hình thức này nhằm thu về đồng tiền bất chính.
kêu gọi quyên góp tiền để thực hiện dự án ví điện tử để việc làm bất chính không bị cơ quan chức năng chú ý trên kênh YouTube và Facebook cá nhân. Huy cài đặt chế độ riêng tư với các video cũ mang nội dung chống phá. Thay vào đó, anh ta tuyên bố sẽ sản xuất các video truyền tải kiến thức. Thoạt nhìn, một số nhan đề trên kênh YouTube của Gia Huy như đọc sách nào tốt, đọc sách sao cho tốt, đọc sách tốt chỗ nào. Người xem nghe dễ tưởng lầm anh ta đã cải tà quy chính, nhưng trên thực tế đó chỉ là chiêu trò bình mới rượu cũ của Gia Huy để tránh bị phát giác, tăng số lượng người theo dõi kênh YouTube. Vốn không được đào tạo bài bản về nghiên cứu khoa học, lại lười trau dồi và học hỏi, Gia Huy đã ăn cắp, xào nấu nội dung từ các website nước ngoài để chế vào video của mình. Công việc duy nhất của Gia Huy là chuyển ngữ từ tiếng Anh sang tiếng Việt, kèm những câu thoại tục tĩu và lên lớp người xem. Điều nguy hại hơn, hòng mưu đồ kiếm tiền từ các cá nhân tổ chức chống phá đất nước. Trong hầu hết các video được đăng tải trên YouTube và Facebook, Gia Huy đều mượn các chủ đề để công kích đảng, nhà nước. Thực tế trên mạng xã hội cũng như thực tiễn đời sống của người Việt ở nước ngoài hiện nay, trường hợp như Gia Huy không phải là duy nhất. Anh ta chỉ là một nhân vật tiêu biểu cho một số trường hợp học hành không đến nơi đến chốn, tri thức hạn chế nhưng lại ngộ nhận về bản thân, ảo tưởng về tài năng mồm mép để rồi rơi vào cái bẫy tự diễn biến, tự chuyển hóa do các thế lực thù địch sang sẵn. Khoe khoang là người hiểu biết, bản lĩnh nhưng qua các hành động phát ngôn hay video của mình, nhóm người này chưa bao giờ có cái nhìn tích cực, thiện chí về đất nước và con người Việt Nam. Trước Gia Huy đã có một số nghệ sĩ Việt Nam tìm một cách vượt biên rồi công khai nói xấu đảng, nhà nước trong các chương trình tạp kỹ ở nước ngoài. Nhưng qua thời gian, phần lớn họ dần thức tỉnh và cay đắng hiểu rằng các tổ chức chính trị ở nước ngoài chỉ coi họ như quân tốt thí để chống cộng, phục vụ cho mục đích đen tối của họ. Đến khi không còn tác dụng, họ sẽ phũ phàng phủi tay, vứt bỏ ra lề đường. Chính vì vậy, khi được đất nước khoan dung, nhiều người đã không khỏi ăn năn hối hận, tự điều chỉnh bản thân trở về Việt Nam để cống hiến, dùng tiếng nói của mình trên mạng xã hội, vạch trần sự thật, thiết thực góp sức mình tăng cường sự đoàn kết giữa các tầng lớp nhân dân để cùng chung sức xây dựng đất nước. Đây có lẽ sẽ là bài học quý giá mà với những người như Gia Huy hoặc muốn học đòi Gia Huy cần sớm tự ngẫm để tự cảnh tỉnh. Còn như thế nào thì Di không có bình luận thêm, mà Di cũng nói trước được là Di chỉ chia sẻ cảm xúc của Di. Cảm thấy bất ngờ vì một cái nhân vật mà cũng nói thật sự với mình va chạm trên mạng xã hội với mình đó, cũng vài lần thì cũng khá là bẩn bựa đó, đạp người ngã ngựa hút máu Di ba clip đó, cuộc đời này chắc tán cho Di phải 4-5 clip gì rồi không biết nữa. Thì cái đó cùng lắm mà trên góc độ tiểu nhân giữa người với người thôi thì nó không gì để nói hết. Còn góc độ này nó lên tới xã hội rồi, đọc qua cái bài thì rất là nặng, bài viết cũng khá là chi tiết dẫn chứng rất là cụ thể này nọ tùm lum tùm la hết. Thì là tác giả này tìm hiểu nhân vật này cũng khá là kỹ á, quốc cho nguyên một bài tương nguyên bài dài thòn luôn. Thì thôi, nói chung là không biết nói cái gì, chỉ mong là mọi người đều có một cái kết quả tốt đẹp và công bằng. Nói đạo lý đi anh. Rồi ok, chờ một chút anh nói đạo lý cho nghe nè. Nè, nói đạo lý này nha. Đây, đạo lý đây em. Đó, đạo lý là phải như vậy mới là đạo lý nha. Nói đạo lý nè. Tập đi.